Xin chào cô chú anh chị và các bạn. Hôm nay là mình chia sẻ là cái ngày là để mình cắt sữa cho heo con nha. Heo con để cho heo mẹ mau lên giống nha. Hôm nay là mình cắt sữa hoàn toàn luôn, mình tách riêng cho heo con luôn nha. Đây, tách riêng luôn. Là hôm nay là cũng 1 tháng rưỡi đó, đúng 1 tháng rưỡi đó mọi người, đúng 1 tháng rưỡi đó. Là heo con hôm nay là mình tách riêng hoàn toàn luôn, là cắt sữa luôn. Là thường thường đó là khoảng từ 4 ngày đến 1 tuần đó là heo mẹ nó sẽ lên giống nha. Đây mọi người thấy còn sữa nhiều lắm luôn, nhưng mà mình cắt đột ngột luôn, mình cắt luôn, cái này là cắt hẳn luôn nha. Cắt hẳn luôn cho chủ yếu bây giờ mình cho ăn thức ăn thì cũng vừa phải thôi, bây giờ mình giảm cái lượng thức ăn lại luôn. Rồi bây giờ chủ yếu là mình cho ăn hèm thôi, ăn hèm với ăn chuối với ít cám thôi, mình giảm cái lượng thức ăn lại nha. Hôm nay là mình cắt đúng 1 ngày luôn đó mọi người. Heo giống heo mà mình để nái á, nói chung là nó mập quá cũng không tốt nha, thường thường nó dễ nâng lắm đó. Ốm ốm thì đây chứ nó mau lên giống, với lại là nó khi mà phối giống nó cũng dễ đậu hơn nha, dễ đậu hơn là heo mập nha. Đó, khi mà đậu thì heo nó sẽ, lúc đó mình sẽ tăng cường thức ăn lên đó, mình cho ăn nhiều lên để cho heo nó phát triển, nó nuôi heo con trong bụng nha. Cái này là heo mẹ nha, rồi heo con thì mình tách riêng rồi, ở khu vực xa luôn, chứ để gần thì thường thường ở đây mình nuôi cũng dừng to không à mọi người. Nó chủ yếu là to, nó mình để gần nó thường nó sẽ phá chuồng, nó chưa qua nha, nên mình cách mình tách riêng xa luôn. Này giờ này thức ăn mình rất giảm, mình gà giảm rất nhiều luôn. Này cái thời điểm mà mình phối giống là mình hạn chế là heo ở đây, tại mình nuôi heo thả lan á, nó chuồng nó rộng quá nên mình hạn chế nó là xuống sình rồi nghe mọi người. Xuống sình thì mình phối giống nó cũng đậu, nhưng mà cái chất lượng con nó ít thì cái thời gian mình chăm sóc, mình nuôi dưỡng nó đến khi đẻ thì nó không đạt được cái kết quả tốt, thì mình sẽ lỗ nghe, mình sẽ không có lời nhiều nghe. Đây hôm nay là còn sữa nhiều nhưng mình tắt hẳn luôn đó. Ở ngoài này á, thì thường mình sẽ cho ăn thêm chuối nha. Đây, qua cái thời gian này á, thì mình lúc trước thì một ngày mình cho ăn 3 cử khi mà xanh đó, còn sau này mình giảm lại là 1 ngày 2 cử thôi, sáng và chiều thôi. Rồi thôi, hôm nay là mình chia sẻ cái cách mà cắt sữa cho heo con và chờ cái ngày lên giống của heo mẹ như thế ha. Rồi cảm ơn mọi người đã theo dõi video nha. Rồi cảm ơn mọi người. Rồi xin chào mọi người.